Xin chào các em. Trong chủ đề về tính chất và cấu tạo hạt nhân này thì thầy giới thiệu các em một bài có nội dung như sau. Đây là đề cao đẳng năm 2008. Chỉ số Avogadro là NA bằng 6,02 nhân 10^23 hạt trên mol, và khối lượng của một hạt nhân là bằng số khối của nó. Số proton có trong 0,27 gram nhôm là bao nhiêu? Thì số proton thì chúng ta lấy là đây, N là bằng 13, là bằng số khối này. Nhân với số gam của nó, số gam của nó là 0,27 gam này, đổi 0,27 gam này, rồi nhân với 6,02 nhân 10^23 chia cho 27, đó là bằng chia cho khối lượng mol. Khối lượng mol là bằng số khối. Rồi, số proton là 13. Thì kết quả của bài này sẽ là không phải 27 nhân 6,02 nhân 10^23 chia cho 27, kết quả là bằng 7,28 nhân 10^22, là trùng với đáp án D, 7,826 nhân 10^22. Thì chúng ta chọn đáp án là D. Rồi, xin chào tạm biệt các em.